Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Triệu Lệ Dĩnh bị Hoắc Kiến Hoa tát sấp mặt trong Hoa Thiên Cốt, quyết không dùng thế thân vì một lý do. Hoắc Kiến Hoa nổi tiếng là diễn viên nhập vai cực kỳ có tâm và luôn trách nhiệm cao với từng vai diễn. Thậm chí trong những cảnh tát, nam diễn viên không hề nương tay mà thực hiện thật 100% với bản diễn của mình. Một trong số các nạn nhân của Hoắc Kiến Hoa có cả Triệu Lệ Dĩnh ở siêu phẩm cổ trang Hoa Thiên Cốt. Trong một cảnh phim, Hoắc Kiến Hoa đã tát Triệu Lệ Dĩnh mạnh đến mức khiến cô té ngã sấp mặt. Dù đã được thông báo trước nhưng Triệu Lệ Dĩnh không ngờ rằng bản diễn đàn anh lại tát thẳng tay như vậy. Kết quả cô nàng mất thăng bằng và vấp ngã, một điều không có trong kịch bản nhưng khiến tình huống phim thật hơn rất nhiều. Đồng thời sự vô tâm của nam chính Bạch Tử Họa cũng được đẩy lên đỉnh điểm. Năm ấy sau khi biết thông tin, nhiều khán giả cảm thấy xót xa cho Triệu Lệ Dĩnh, thậm chí một số còn chê bai Hoắc Kiến Hoa quá tàn nhẫn. Tuy nhiên mãi về sau, người xem mới cảm thấy thật ra hành động của Hoắc Kiến Hoa không hoàn toàn vô lý. Khi tham gia bộ phim Mật Chiến, Triệu Lệ Dĩnh cũng có một cảnh tát. Thế nhưng thay vì bị tát thật 100% như lần đóng Hoa Thiên Cốt, Triệu Lệ Dĩnh bị tát giả phủi ruồi, còn cô chỉ cần diễn hưởng ứng theo. Thế là cảnh này khi lên phim đã bị khán giả chê cười vì trông không thật. Thậm chí còn thấy rõ bàn tay đối phương không chạm mặt nữ diễn viên, còn cô nàng phản ứng cùng sượng chân. Một nạn nhân khác của Hoắc Kiến Hoa không thể không kể đến là Tân Chỉ Lôi, diễn viên thủ vai Gia Quý Phi trong siêu phẩm Như Ý Chuyển. Trong phim, vị vua Càn Long nổi tiếng đa nghi, lạnh lùng, nên nhiều phi tần bị hành hạ, không thể ngóc đầu dậy. Trong số đó có nàng Gia Quý Phi Kim Ngọc Nghiên, chiến thần Triều Tiên, với tâm địa thâm độc, khó dò. Thế nhưng khi bị phát hiện kế hoạch gây hại đến Như Ý, Châu Tấn, Càn Long đã tát thẳng tay Gia Quý Phi trước mặt toàn bộ các phi tần. Theo lời Tân Chỉ Lôi chia sẻ, cái tát này vốn có thông báo trước, nhưng mạnh yếu bao nhiêu thì Hoắc Kiến Hoa không nói. Cô chỉ nghĩ bản diễn sẽ nương tay và lợi dụng góc quay. Nào ngờ đâu cú tát này mạnh đến nỗi khiến nữ diễn viên ngã tại chỗ. Tay của mỹ nam xứ đài cũng run theo, thậm chí cô nàng còn bị choáng đến mức suýt ngất xỉu. Ngay cả phụ kiện trên đầu cũng rơi rớt, hỗn loạn. Tuy nhiên, Tân Chỉ Lôi không giận Hoắc Kiến Hoa, ngược lại còn khâm phục độ nhập vai và sự chuyên nghiệp của đàn anh. Truyền thông Hoa ngữ đánh giá, giới nghệ thuật không thể cổ suý bạo lực phim trường và cái tát của Hoắc Kiến Hoa dành cho bản diễn thật sự vô cùng mạnh. Thế nhưng nhìn thước phim thành công của Triệu Lệ Dĩnh và Tân Chỉ Lôi, nhiều người cảm thấy có lẽ đóng cảnh tát thật 100% cũng không phải quá tệ. Không ít diễn viên sẵn sàng thỏa thuận, bàn bạc với nhau trước để đóng cảnh tát thật, mang đến trải nghiệm phim ảnh chân thực nhất. Nhìn chung đó là quyết định liều lĩnh, nhưng đáng khen, thể hiện sự hết mình vì vai diễn. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Triệu Lệ Dĩnh khiến người hâm mộ xứ Trung vô cùng bất ngờ khi chia sẻ cùng một lúc 6 tấm hình. Ngoài ra, người đẹp đã có buổi tụ tập cùng hai diễn viên, Quan Chí Bân và Đinh Tự Tuấn. Đây là lần đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh đăng ảnh đi chơi cùng bạn bè và cũng là lần đầu tiên khoe ảnh chụp với người bạn khác giới trên mạng xã hội hậu ly hôn. Chính vì vậy, các fan đều dồn sự chú ý về phía người đẹp. Được biết, Quan Chí Bân và Đinh Tự Tuấn từng hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim Truy Ngư Truyền Kỳ. Cả ba từng vô cùng thân thiết và thường xuyên quậy tung trời sau hậu trường. Bao năm trôi qua, bộ ba vẫn giữ được mối quan hệ gắn bó. Tuy nhiên, phải tới tận bây giờ, ba diễn viên mới có cơ hội tụ tập, tái ngộ. Không khó để nhận ra, Triệu Lệ Dĩnh vui vẻ và hạnh phúc tới nhường nào. Cô nàng tạo dáng, chu môi, siêu kiêu bên hai người bạn thân. Có thể thấy, mỹ nhân họ Triệu đã có khoảng thời gian vui vẻ và thoải mái tới cỡ nào khi được ở bên bạn bè. Bên cạnh đó, một blogger xứ Trung đã có bài viết lật lại hình ảnh năm xưa của Triệu Lệ Dĩnh và Angela Baby khi cùng tham gia đóng Vân Trung Ca năm 2015. Điều đáng nói, Angela Baby là nữ chính của bộ phim, còn Triệu Lệ Dĩnh chỉ sắm vai phụ. Bên cạnh việc nhận xét kỹ năng diễn xuất của nàng Sam Sam có phần yếu thế bất ngờ trước Baby, thì một yếu tố khác gây chú ý không kém chính là visual của cả hai. Trong loạt khung hình, nữ diễn viên họ Triệu lộ loạt khuyết điểm nhan sắc, hoàn toàn thua kém so với Angela Baby. Sau 6 năm, Triệu Lệ Dĩnh đã có màn lột xác cực kỳ thành công. Không chỉ visual mà khí chất của nữ diễn viên cũng lên hướng ngút ngàn, không còn yếu thế trước Angela Baby. Ngày nay cô nàng trở thành đối thủ sừng sỏ của Baby trên đấu trường thảm đỏ sự kiện. Hơn nữa, về phương diện diễn xuất, Triệu Lệ Dĩnh cũng được đánh giá cao hơn hẳn. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.